Chào các bác, em lên sóng giới thiệu các bác một cái siêu phẩm máy lọc không khí của hãng Hitachi nhé. Con này thì trước em bán thì bên em không mua được cái biến áp nó hợp lý, thì để 100V, nhưng đợt này em mua được một cái biến áp con này, cho con này nó rất là khỏe dùng cho máy này, thì em đấu được việc áp điện 220V cho các bác rồi. Đấy, rất là nhiều bác thích mua con này nhưng mà vì điện 100V thì hơi ngại dùng, thì con này em sắm là một cái biến áp nó 120W, thoải mái chạy con máy này các bác nhé. Đây, loại tốt luôn, Hitachi MPLVG90, con này em bán là 3,9 triệu nhé, bảo hành 1 năm, đủ biến áp điện 220V rồi ạ. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển đi toàn quốc là 100.000. Hai số điện thoại để giao dịch bên em thôi nhé, hai kênh. Đây là hàng lướt dạng đấu giá cho nên chất máy còn rất là đẹp, vỏ nhựa tất cả là nguyên zin hết, mà còn rất là sáng nhé, mới đẹp sáng, chất mới luôn. Các chức năng của máy thì con này hiện tại đây, các bạn. Đấy, khi không dùng là tự tối hết đi ạ. Báo phần trăm độ ẩm này các bạn này, báo cả nhiệt độ này. Cái chức năng này là các bác giữ 3 giây đây thì sẽ vệ sinh màng bằng tay nhé. Đây. Đây, chế độ bù ẩm này, tốc độ lọc, còn chế độ chạy eco, hẹn giờ, 2 giờ 4 giờ, menu toàn bộ mặt này, mặt gương cực sang trọng luôn, phím cảm ứng hiện đại, báo cảnh biến cảnh báo bụi mùi. Đây. Màng ẩm như mới tinh này các bác này, nhưng mà chưa dùng luôn nhé. Bình nước bù ẩm này, rất là mới luôn con này. Con này phải nói là cực kỳ mới. Màng HEPA em thay mới tinh rồi, máy tự vệ sinh màng là cái dòng cao cấp nhất. Đây cho các bác xem cái hộp này nhé. Đây là cái con lăn tự vệ sinh màng này, nó sẽ cuốn hết cái rác của các bác vào đây, cái bụi mịn nó sẽ cuốn vào cái hộp này. Đấy, cuốn vào đây thì các bác dùng một thời gian các bác đổ đi. Khi nó cuốn vào đây thì nó sẽ làm sạch cái bề mặt này. Sạch cái bề mặt này thì cái không khí của mình hút vào qua cái màng nó sẽ tốt hơn. Đây là cái lưới. Màng HEPA em thay mới tinh rồi nhá. Cái màng này khi các bác thay mới là 400.000 này. Than trong còn rất mới luôn. Đây, mở than ra thì các bác sẽ nhìn được cái màng ẩm như mới tinh. Đấy. Con máy cực chất. Hitachi cái dòng này nó rất là VIP. Tại chỉ đẹp. Con này thì mình dùng được cho phòng khoảng loanh quanh 60m2. 60m2 nhé. Chất máy rất là mới luôn, hàng Nhật mà. Thông số tem mát đấy các bạn. Đời 2016 nhé. EPLVG90 CD4051. Cực đẹp. Nhựa trắng tinh, nguyên bản, nguyên zin. Phím cảm ứng hiện đại sang trọng. Các bác là chốt chiếc này alo em nhé. Cảm ơn các bác.